Thưa quý vị và các bạn, có được một cơ thể khỏe mạnh và một vóc dáng cân đối là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Tuy nhiên có một thực tế, trong khi rất nhiều người vất vả cho việc giảm cân thì lại có không ít người khổ sở với thân hình quá gầy của mình, mặc dù đã cố gắng ăn uống rất nhiều nhưng vẫn rất khó để lên cân. Thân hình gầy khiến bạn mất đi sức sống và rất khó để có thể diện những trang phục đẹp. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng người béo mới dễ mắc các bệnh nguy hiểm, nhưng trên thực tế, tình trạng sức khỏe của người gầy cũng rất có thể đáng báo động. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn luận xem làm như thế nào để có thể tăng thêm vài kg để cho vóc dáng của chúng ta cân đối hơn. Trước tiên xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của hai vị bác sĩ có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Doãn Thị Tường Vi, phòng khám dinh dưỡng 70 Nguyễn Chí Thanh. Và bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Việt Hòa, phòng khám dinh dưỡng 70 Nguyễn Chí Thanh. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi lời cảm ơn đến hai vị bác sĩ đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Để bắt đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng theo dõi SOS ngày hôm nay có những gì. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đoạn băng ngay sau đây. Thật không dễ dàng để có được vóc dáng đầy đặn khi tình trạng gầy đeo đuổi cơ thể bạn trong một thời gian khá dài. Khi quá gầy, mức năng lượng không đủ để cung cấp cho các hoạt động của cơ thể. Việc thiếu hụt này dẫn đến tình trạng mệt mỏi, làm việc kém hiệu quả. Trao đổi với các chuyên gia dinh dưỡng, những người có cơ thể gầy thường gặp những vấn đề như mất ngủ hoặc thiếu ngủ, ăn ít hoặc hấp thu kém. Theo giải thích của các bác sĩ, người có cơ thể gầy nếu thường xuyên thức khuya hoặc ngủ quá ít, không đủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm, sẽ khiến cơ thể suy nhược. Đơn giản vì khi bạn thức, cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng hơn là khi bạn ngủ. Nếu bạn thường xuyên ăn ít hơn so với nhu cầu năng lượng mà cơ thể đòi hỏi, bạn sẽ rơi vào tình trạng thiếu năng lượng. Ngoài ra, chế độ ăn không hợp lý, chẳng hạn như ăn uống thất thường, kiêng khem quá mức, chế độ ăn nghèo nàn không phong phú, cũng là những lý do khiến bạn không thể tăng cân. Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng, 80% người Việt Nam ăn thiếu các vi chất cần thiết cho cơ thể như kẽm, magie, iốt, selen, các vitamin nhóm B, K, E, D, làm mất cân bằng sinh hóa trong cơ thể, dẫn tới việc cơ thể gầy. Ngoài ra, những người vừa trải qua một đợt ốm hoặc do công việc bận rộn không có thời gian chăm sóc bản thân sẽ làm cho cơ thể nhiễm một số những chất độc hại do ăn uống, hít thở không khí ô nhiễm. Như vậy, lúc đó cơ thể bạn sẽ mệt mỏi, ốm yếu, dẫn đến những tác động xấu cho việc muốn tăng cân của bạn. Nếu như béo phì đang trở thành một hội chứng khiến nhiều người lo lắng, thì quá gầy cũng là một căn bệnh khó chữa. Nhiều người cho rằng người béo mới dễ các mắc chứng bệnh nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, tình trạng sức khỏe của người gầy cũng có thể rất đáng báo động. Qua những hình ảnh vừa rồi, chúng ta có thể thấy có rất nhiều người gặp vấn đề về cân nặng. Trong đó không chỉ người béo hay người thừa cân mà cả những người gầy cũng có thể dễ mắc các bệnh nguy hiểm. Trước tiên, cho phép tôi xin được hỏi bác sĩ Hà Thị Việt Hòa, chúng ta có thể dựa vào những chỉ số nào để biết cơ thể của mình cân đối hay không? Để biết cơ thể của mình có cân đối hay không thì chúng ta phải dựa vào các chỉ số để nó lên cấu trúc của cơ thể. Thế thì để đánh giá cái tình trạng dinh dưỡng, người ta dùng cái chỉ số nhân chắc, tức là cân nặng và chiều cao. Thế nhưng nếu như đối với cả người trưởng thành dùng cái chỉ số cân nặng và chiều cao riêng rẽ thì nó không phản ánh được nhiều lắm, cho nên là người ta khuyên là dùng chỉ số cân nặng chiều cao phối hợp với nhau. Thế có rất nhiều cách tính, cái phương thức tính để biết được rằng là người cơ thể chúng ta có cân đối hay không. Thì có thể dùng một số phương pháp, ví dụ như là đơn giản nhất là ta có thể lấy chiều cao tính bằng cm, sau đó chúng ta trừ đi 100 thì chúng ta sẽ ra được cái số, là cái con số đấy nó phản ánh cái cân nặng của chúng ta. Hoặc là sau khi trừ đi 100 rồi, chúng ta chia cho 10 được bao nhiêu, chúng ta nhân với 9 thì nó cũng lại phản ánh một cách cụ thể hơn. Tôi lấy ví dụ đơn cử như tôi này, là cân nặng chiều cao của tôi là 1m50, và cân nặng của tôi thì tôi cứ lấy 1m50, tôi trừ đi 100 là có con số là 50. 50 sau đó tôi chia cho 10 được 5 và tôi nhân 9 là ra 45. Vậy cân nặng lý tưởng của tôi là 45. Còn thế nào là gầy? Nếu như cách tính như thế này thì nếu như cái cân nặng của tôi mà thiếu hụt đi 10%
so với cái cân nặng lý tưởng thì có nghĩa là cơ bị gầy. Đấy là cách tính. Một cái cách tính nữa mà hiện nay Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đang khuyến cáo, bởi vì cái cách tính này thì nó hữu ích hơn, bởi vì nó còn liên quan đến cả cái khối mỡ ở trong cơ thể. Đánh giá gầy béo thì nó lại còn phải liên quan với mỡ, cho nên người ta khuyên dùng cái chỉ số gọi là BMI. BMI chính là chỉ số khối cơ thể. Thế thì cái cách tính như thế nào thì nó bằng kg trên cho cái chiều cao bình phương tính bằng mét. Ví dụ như cân nặng của tôi là, như tôi vừa nói là cân nặng của tôi hiện tại của tôi đây, hiện nay tôi là kg của tôi là 50 kg, thì tôi chia cho chiều cao của tôi là tính bằng mét là 1,5 nhân với 1,5 thì tôi sẽ ra được cái chỉ số BMI. Thế BMI thế nào là phù hợp? BMI nếu mà dưới 18,5 có nghĩa là gầy. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và vậy đâu là nguyên nhân để gây ra tình trạng cân nặng của cơ thể không được như mong muốn? Vì thực tế là có nhiều người ăn uống rất là tốt. Thưa bác sĩ Doãn Thị Tường Vi, bác sĩ có thể tư vấn thêm về vấn đề này không? Cái nguyên nhân sâu xa của nó là từ cái gì? Đầu tiên chúng ta hẳn cứ xem là liệu cái áp lực gì, các cái nguyên nhân gì mà dẫn đến mà không ăn được. Đầu tiên chúng ta hay nói đến là cái vấn đề là ăn ngủ kém, cái kém ăn này, cái áp lực công việc. Đấy là cái nguyên nhân mà nó làm cho chúng ta là lúc nào chúng ta cũng cảm thấy như là người mệt mỏi này, đầy hơi này, chướng bụng này, và buồn nôn này, hoặc là chóng mặt này. Chỉ nghĩ đến ăn thôi là đã không thích. Đấy là về vấn đề là nói về là mất ngủ hoặc là các cái stress. Cái thứ hai là về vấn đề ăn uống. Thì chúng ta biết rằng là đối với những người gầy ấy, thì khi mà đến với chúng tôi chẳng hạn, bao giờ cũng thế, khi mà chúng tôi tìm hiểu cái khẩu phần ăn của người gầy ấy, thì thường là những người gầy rất là khó ăn. Ăn là hay kiêng cái này này, hay kén cái kia này, chứ không phải là bảo là ăn sâu ăn bầu hoặc là cách gì ăn cũng được. Mà chính những cái người mà cứ kén ăn kén uống như thế thì lại rất là thiếu các cái chất dinh dưỡng. Bởi vì làm sao, cái chế độ ăn là luôn luôn là đơn điệu, thiếu chất dinh dưỡng thì sẽ dẫn đến rối loạn chuyển hóa. Thế cho nên là đương nhiên là rối loạn chuyển hóa thì làm sao lại càng làm cho cơ thể là không muốn ăn uống. Đấy là về vấn đề là cái ăn uống đơn điệu. Cái thứ hai là ăn không đủ. Ví dụ như là công việc làm sao quá nặng nhưng mà mình ăn thì lại quá ít. Bởi vì cơ thể mà muốn khỏe mạnh, cân đối thì nó năng lượng là ăn vào qua cái con đường ăn uống, là chúng ta ăn uống bằng thực phẩm. Thế và năng lượng tiêu hao do hoạt động thể lực hàng ngày là nó phải cân bằng nhau. Cái thứ ba là chúng ta xem là có những cái trường hợp là ăn như thế rồi là ăn lệch lạc, rồi ăn đơn điệu, thì lại có trường hợp là lại bị bệnh tật nữa. Ví dụ như là có một cái bệnh gì về đường là đường tiêu hóa, ví dụ như đường tiêu hóa trên, ví dụ ngay đơn giản là ở miệng mình có bị nhiệt một tí này, họng bị viêm một tí này, thế là bắt đầu là đáng lẽ đang ăn cơm thì phải chuyển sang ăn cháo, hoặc là đang ăn cơm thì phải sang ăn súp, thế cũng là cái khẩu phần ăn là nó đã kém đi rồi. Hoặc là anh có một cái bệnh gọi là rối loạn tiêu hóa kéo dài, ví dụ như anh có bị là rối loạn tiêu hóa kéo dài thì nó làm cho các cái phải dùng các cái kháng sinh, nó làm cho loạn các cái vi khuẩn, loạn khuẩn ruột. Loạn khuẩn ruột tức là cái vi khuẩn có lợi thì nó bị là chèn ép, và vi khuẩn có hại thì nó tăng lên, nó làm cho rối loạn tiêu hóa kéo dài. Mà cứ ăn vào mà lại bị rối loạn tiêu hóa kéo dài thì làm sao mà hấp thu được các chất dinh dưỡng. Thế còn là bên cạnh đó mà nếu mà không có bệnh gì mà ăn rất nhiều rồi mà vẫn gầy thì chúng ta lại phải xem là những trường hợp như thế thì là người ta là cái chuyển hóa cơ bản của người ta có tăng hơn không. Ở trong cái y tế chúng tôi thì chuyên môn thì chúng tôi gọi là chuyển hóa cơ bản, tức là cái năng lượng mà nó là cần thiết để cho cái cơ thể hoạt động, nó tồn tại kể cả trong lúc nghỉ, ví dụ như là cho tim nó đập này, phổi để thở này, bộ máy tiêu hóa, là trong khi ngủ của chúng ta là nó làm sao nó vẫn hoạt động, vân vân và vân vân. Thì cái năng lượng để giữ cho cơ thể là hoạt động cơ bản như vậy thì người ta gọi là năng lượng chuyển hóa cơ bản. Mà đối với chúng ta thì năng lượng chuyển hóa cơ bản bình thường một ngày thì nó tùy từng người, tùy từng tuổi, tùy từng giới, nhưng mà trung bình là từ 1.200 đến 1.400 kcal. Thế nhưng mà những cái người gầy ấy, thì cái chuyển hóa cơ bản thường bao giờ nó rất cao. Thế còn những cái người béo thì thường chuyển hóa cơ bản nó lại thấp. Thế mà những người gầy chuyển hóa cơ bản cao, cho nên khi mà chúng ta làm sao sờ vào tay, sờ vào da của những người gầy bao giờ chúng ta cũng thấy nóng, nhưng mà những người béo thì sờ vào mát nhỉ. Đấy, thế thì càng mất nhiệt qua cái nóng như vậy thì làm gì mà không gầy. Cho nên là nó có rất nhiều yếu tố mà nó dẫn đến là gầy.
Dạ vâng, nguyên nhân để dẫn đến việc gầy thì có rất là nhiều nguyên nhân như là chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý, thiếu ngủ, mất ngủ, hay là có thể là hấp thu các chất dinh dưỡng không được tốt như là những người khác. Vậy thì thưa bác sĩ Hà Thị Việt Hòa, bác sĩ có thể cho biết là nếu cơ thể quá gầy thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Vâng ạ. Thế thì như bác sĩ Vy đã nói thì nguyên nhân để dẫn đến gầy thì rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta hiểu một cái cơ chế rất đơn giản, tức là cái gầy nó là gì? Nó giống như một cái sự cân bằng, nếu năng lượng ăn vào mà nó luôn luôn thấp hơn so với cả năng lượng tiêu hao thì là bị gầy. Thế cho nên là khi mà năng lượng bị thiếu thì nó lại còn không phải chỉ thiếu mỗi năng lượng không, mà nó còn thiếu cả các chất dinh dưỡng khác nữa. Và năng lượng thì chúng ta biết được là lấy từ đâu ạ? Lấy từ các chất đường bột, lấy từ chất đạm, lấy chất béo. Thế còn các cái vi chất dinh dưỡng khác, vitamin và chất khoáng thì nó lại giúp cho các quá trình chuyển hóa hấp thu. Và tất cả những cái chất này thì nó được đều lấy được từ thực phẩm. Cho nên nếu mà là người gầy thì không phải chỉ có mỗi thiếu năng lượng mà thiếu tất cả các chất dinh dưỡng khác nữa. Thế thì chúng ta cũng biết rằng là khi mà người gầy mà bị thiếu chất dinh dưỡng thì một trong những cái điểm ngoài những cái về hình thể là người gầy thì nhất là phụ nữ chẳng hạn thì như bác sĩ Vy đã nói là sẽ bị mặc cảm, sẽ bị tự ti. Và cái thứ hai nữa là luôn luôn là cảm thấy mệt mỏi, khả năng lao động sẽ kém. Thế nhưng khi mà đã thiếu các chất dinh dưỡng thì cái sức đề kháng nó rất là kém. Nó dễ là cái hệ miễn dịch nó bị kém như thế thì nó dễ mắc các cái bệnh, đặc biệt là các cái bệnh nhiễm trùng. Mà khi đã mắc rồi thì là cái thời gian mắc kéo dài hơn những người bình thường và cái khả năng phục hồi nó cũng kém hơn, cho nên là rất là ảnh hưởng đến với sức khỏe. Ngoài ra những cái bệnh khác nữa, những cái bệnh mà nó không liên quan đến nhiễm trùng như bệnh ung thư hay là những bệnh liên quan đến chuyển hóa như tim mạch hay đái tháo đường thì ở những người gầy là những người mà bị thiếu các chất dinh dưỡng và thiếu những cái chất chống oxy hóa như vitamin A, vitamin D, vitamin E, beta carotene thì cũng lại dễ mắc các bệnh để chuyển hóa hơn như bệnh tim mạch rồi bệnh ung thư vân vân. Dạ vâng, như bác sĩ vừa nói thì gầy ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều, làm cho cơ thể mệt mỏi, cơ thể bị stress và rõ ràng là năng lượng không đủ để cung cấp cho các hoạt động của cơ thể. Việc thiếu hụt này thì dẫn đến tình trạng mệt mỏi và làm việc thì kém hiệu quả. Vậy thì thưa bác sĩ Doãn Thị Tường Vy, bác sĩ có thể cho khán giả biết là làm như thế nào để cho những người gầy có thể tăng cân được không ạ? Để có thể tăng cân ấy thì như chúng ta đã biết là nguyên nhân là dẫn đến gầy rồi. Thì đầu tiên thì là nếu mà chúng ta mất ngủ chẳng hạn, hoặc là chúng ta bị áp lực công việc quá nhiều, mà tôi nghĩ là một trong những nguyên nhân mà mất ngủ đấy là do chịu quá nhiều stress. Bởi vì là công việc ở cơ quan giải quyết không hết thì mang về nhà, hoặc là có những cái việc gì mà quá lo buồn, đêm cứ tự suy nghĩ, suy nghĩ thế là mất ngủ. Mất ngủ là sáng ra dậy người mệt là không muốn ăn, đúng không ạ? Chúng ta nên cố gắng là tránh làm việc khuya, cố gắng đi ngủ sớm đi. Khi mà ăn ấy thì chúng ta phải nên là chú ý là đầu tiên là chúng ta có thể ăn là ít một. Bởi vì cái người gầy ấy thì rất là khó ăn, mà ăn thì lại phải ăn thành đầu tiên có thể là 5-6 bữa. Chứ còn nếu mà bảo người ta ăn ấy mà ăn nhiều một lúc, người ta hay có cảm giác buồn nôn. Chúng ta là nên chú ý là trước bữa ăn là không ăn uống đồ ngọt. Bởi vì nếu chúng ta mà ăn uống đồ ngọt trước bữa ăn thì chúng ta sẽ ngang dạ, chúng ta sẽ bỏ bữa. Thế một điểm nữa là trước khi ăn thì chúng ta cũng không nên uống nhiều nước. Bởi vì uống nhiều nước thì nó sẽ hòa loãng dịch vị và tự nhiên chúng ta sẽ mất cảm giác thèm ăn. Việc bổ sung các chất dinh dưỡng cho người gầy để có cơ thể có thể tăng cân thì chúng ta đều biết. Nhưng mà trên thị trường hiện nay thì cũng có rất là nhiều những loại thực phẩm và loại sữa để giúp cho người gầy tăng cân. Vậy thì bác sĩ Tường Vy có thể cho biết thêm là người gầy có nên sử dụng những loại thực phẩm hay là những loại sữa để tăng cân hay không? Vâng, đúng là quả thực là trong giai đoạn đầu mà chúng ta ăn không đủ thì chúng ta có thể dùng sữa. Vì sữa là nó cũng rất là tốt thôi. Ngoài cái việc bổ sung các chất dinh dưỡng mà thường là những người gầy thì lại hay bị thiếu cả canxi, mà sữa lại cũng là nguồn canxi rất tốt. Thế nhưng mà trong giai đoạn đầu thì chúng ta có thể là dùng cái tần suất thì chúng ta có thể là dùng nó, có thể là nó bù đắp lại, nó tăng lên. Thế còn khi mà chúng ta mà đã ăn được nhiều hơn thì làm sao? Chúng ta nên cố gắng ăn bằng các cái thực phẩm tự nhiên, đúng không ạ? Thế còn cái sữa mà uống thêm thì đấy đó là khi mà chúng ta đã ăn được khỏe rồi thì chúng ta cái đó là tùy là các bạn. Dạ vâng ạ. Và ngoài cái việc chế độ ăn uống thì người ta hay nhắc đến chế độ tập luyện nữa. Người ta thường nói là
chỉ có béo thì mới tập luyện để có thể giảm cân, và việc luyện tập thì sẽ làm cho chúng ta mất nước, giảm cân. Vì vậy người gầy thì không nên tập luyện. Vậy thì theo ý kiến của bác sĩ Hòa thì thấy vấn đề này như thế nào? Vâng, thế thì chúng ta cũng thấy rằng là người gầy thì là thường thường là cái người gầy thì là do cái lớp mỡ ở dưới da, ở bụng, và cái lớp cơ nó gì ạ? Ít, đúng không ạ? Thế thì để tăng cân lên thì như bác sĩ Vi nói là cái cách ăn uống như thế nào cho hợp lý, để làm sao bổ sung các chất dinh dưỡng, để làm sao là đủ chất đạm để cho cái quá trình tạo cơ, đủ chất béo, chất đạm và các chất đường bột để cho là có dự trữ năng lượng dưới dạng mỡ ở dưới da. Thế thì cái việc mà tập thể dục ấy là rất cần thiết cho người gầy chứ không phải không đâu ạ. Bởi vì chúng ta sẽ hiểu thấy được lợi ích của tập thể dục là như thế nào. Thứ nhất là khi tập thể dục thì người ta cái quá trình vận động như thế nó sẽ làm cho cái hệ hô hấp và hệ tim mạch nó hoạt động tốt lên. Nó làm cho quá trình trao đổi chất tăng lên. Và như thế thì khi có vận động như thế thì ăn uống sẽ ngon miệng hơn, ngủ sẽ tốt hơn. Thế còn ngoài ra là khi rèn luyện tập thể dục hay các cái loại hình hoạt động thể lực chẳng hạn thì nó còn giúp cho là tăng cái khối cơ, làm cho cái khối cơ nó phát triển hơn và nó bền vững. Thế mà khi khối cơ phát triển qua tập thể dục cộng với ăn uống thì rõ ràng là người ta sẽ là gì ạ? Về cái thể hình, cái cân nặng của người ta sẽ được tăng lên. Khi tập thể dục thì phải có một cái chế độ nghỉ ngơi là ngay sau khi tập thì phải có nghỉ, không tập quá 30 phút. Đối với người gầy không nên tập quá nhiều 30 phút, tăng dần lên về thời gian. Nếu như sau này khi người ta đã tăng lên về, đã hồi phục, đã đỡ gầy hơn thì có thể tăng dần lên. Nhưng lúc đầu thì tầm độ 15-20 phút rồi sau đó tăng dần lên về cường độ cũng như về thời gian. Và khi tập như vậy, sau khi tập có nghỉ ngơi và phải có uống nước đầy đủ thì tôi thấy rằng là tập thể dục là hết sức cần thiết đối với người gầy là vì lý do như vậy. Dạ vâng ạ. Có một vóc dáng khỏe mạnh cân đối thì là điều mơ ước của tất cả mọi người. Nhưng mà đối với riêng chị em phụ nữ thì việc béo phì hay là gầy thì lại mất tính không chỉ sức khỏe bị giảm sút mà lại còn mất tính thẩm mỹ nữa, không thể mặc được những cái bộ đồ mà mình yêu thích. Vậy thì lời cuối cùng, cả hai bác sĩ có lời khuyên nào cho chị em phụ nữ nói riêng và mọi người nói chung để có thể giữ được một vóc dáng cân đối và một cơ thể khỏe mạnh không ạ? Để có thể là có một cái thân hình khỏe mạnh thì thứ nhất là tôi, theo tôi thì là chúng ta, thứ nhất là chúng ta phải sắp xếp lại cái công việc của chúng ta. Đấy là cái quan tâm đầu tiên, cái sắp xếp cái công việc này, cái giờ giấc này, để làm sao mà chúng ta có một cái giờ ăn, giờ ngủ cho nó theo đúng cái gọi là cái sinh lý của con người. Cái chế độ ăn là đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng, chất đạm, chất đường, chất béo, vitamin, muối khoáng. Thế thì chúng ta sẽ có một cái sự hấp thu nó tốt hơn và cơ thể của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và chúng ta nên nhớ rằng ăn uống các bạn đừng có là nản, chúng ta cố gắng ăn từ ít đến nhiều. Số bữa đầu tiên là tăng nhưng mà sau đó sẽ giảm dần và khối lượng thì sẽ tăng lên. Và hy vọng rằng nếu mà chúng ta có thể làm được như vậy cùng với việc kết hợp với tập luyện như là bác sĩ Việt Hòa vừa nói vừa phải thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một thân hình khỏe mạnh. Dạ vâng ạ, vừa rồi là bác sĩ Tường Vi đã đưa cho khán giả một số lời khuyên. Vậy thì bác sĩ Việt Hòa, bác sĩ có muốn bổ sung gì và có muốn khuyên khán giả thêm điều gì không ạ? Tôi thấy là bác sĩ Thường Thi cũng đã tóm tắt rất là đầy đủ về cái chế độ ăn cho cũng như là tập luyện cho người gầy. Và chế độ về tập luyện cho người gầy thì như tôi cũng vừa nói rồi, là tóm lại là gì, rèn luyện thể lực cho người gầy là cần thiết, nhưng mà phải là gì, ở mức tiêu hao năng lượng vừa phải, và cái cường độ tập luyện phải tăng lên từ từ về cường độ cũng như về thời gian, và phải kết hợp với cái chế độ ăn uống hợp lý thì người gầy sẽ có thể là có sức khỏe tốt ạ. Vâng, một chế độ ăn uống hợp lý, một chế độ tập luyện cũng hợp lý, và đặc biệt là phải có ý chí quyết tâm và có mục tiêu thì chúng ta mới có thể có một thân hình và một vóc dáng khỏe mạnh cân đối, đúng không ạ? Vâng, rất cảm ơn những lời khuyên của hai bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần 3 của chương trình có tên gọi Thực hiện như thế nào. Ở mỗi phần 3 của chương trình, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn những phương thuốc, những cách thức để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe cho bản thân và gia đình. Ăn gì để tăng cân?
việc tăng cân cũng khó như giảm cân. Bạn chỉ có thể tăng cân một cách lành mạnh thông qua chế độ ăn uống tăng cân. Dưới đây là một số cách lành mạnh để tăng thêm calo cho khẩu phần ăn hàng ngày, giúp bạn tăng cân nhanh chóng. Ăn nhiều bữa. Thay vì ăn 2 hoặc 3 bữa lớn, bạn hãy chia thành 5 đến 6 bữa nhỏ để tăng cường lượng calo nạp vào cho cơ thể. Ăn ngọt. Nếu đồ ăn ngọt là thứ mà người béo không nên đụng đến, thì đối với những người gầy muốn tăng cân, bạn nên tăng cường đồ ăn ngọt. Nhưng phải là đồ ăn ngọt cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Bạn nên chọn bánh nướng xốp, sữa chua, bánh nhân hoa quả và đồ ăn nhẹ. Ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng. Là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, bạn hãy chọn bánh mì ngũ cốc nguyên hạt, mì và ngũ cốc, trái cây và rau quả, sản phẩm sữa ít chất béo, thịt nạc. Ăn vặt. Chọn thực phẩm nhiều calo cho những bữa ăn vặt như bơ đậu phộng, phô mát, hoa quả khô và bơ. Ngoài ra có một bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ, chẳng hạn như bánh sandwich bơ đậu phộng, bánh sandwich mứt hoa quả hoặc một đĩa rau trộn thịt hun khói với bơ và phô mát sẽ giúp bạn tăng cân nhanh chóng. Ăn khuya. Các nhà dinh dưỡng cho rằng ăn sau 7 giờ tối giúp cơ thể tăng cân nhanh hơn. Vì sau bữa ăn khuya, bạn gần như không hoạt động. Điều đó khiến bạn không phải tiêu hao năng lượng vừa ăn. Nó sẽ được chuyển hóa thành năng lượng dự trữ trong khi bạn ngủ. Theo dõi những gì bạn uống. Bạn không nên uống soda, cà phê, trà và những thức uống khác chứa ít calo và giá trị dinh dưỡng thấp. Thay vào đó, bạn hãy uống sữa, các loại smoothie, sinh tố và thức uống tăng cân hiệu quả 30 phút trước hoặc sau bữa ăn để tránh tình trạng đầy bụng. Ngoài ra, bạn nên tập thể dục để giúp tăng cường hệ tiêu hóa, giúp bạn hấp thu tối đa các chất bạn ăn. Hơn nữa, tập thể dục còn kích thích sự thèm ăn của bạn. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn với những thông tin mà hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay đã cung cấp thì quý vị và các bạn đã hiểu rõ hơn về nguyên nhân của những người gầy cũng như là có những phương pháp, những biện pháp để bổ sung dinh dưỡng để có một thân hình cân đối và khỏe mạnh hơn. Thưa quý vị và các bạn, hiểu đúng về cơ thể của mình và chủ động phòng tránh bệnh sẽ giúp cho quý vị và các bạn sẽ có một cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sáng Tinh Thần của chúng tôi để chúng ta cùng có những phút giây thư giãn thật sảng khoái. Hôm nay Đức Khuê muốn kể với quý vị và các bạn câu chuyện rất dí dỏm. Đó là câu chuyện lý do tăng cân. Có hai anh chàng cứ thắc mắc mãi một điều là này ông này, tại sao mà đàn ông khi mà lấy vợ cứ béo hơn lúc còn độc thân không nhỉ? Có thế mà ông không hiểu à? Tôi không hiểu đâu. Thế này nhá, tôi giải thích cho ông nghe nhá. Khi độc thân, người đàn ông về nhà vào buổi tối, mở tủ lạnh ra, chán nản, leo lên giường ngủ. Thế còn khi lấy vợ? Khi lấy vợ, người đàn ông về nhà vào buổi tối, nhìn lên giường ngủ, chán nản, mò vào bếp, mở tủ lạnh lục lọi. Thế mà ông không hiểu à? Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng nhau đi hết chương trình Bạn Có Khỏe Không tuần này với chủ đề dinh dưỡng cho người gầy. Theo dõi chương trình Bạn Có Khỏe Không cũng là một cách đầu tư và trang bị cho sức khỏe của bản thân. Và hãy để việc chăm sóc sức khỏe trở thành ý thức, trở thành thói quen của mỗi người, mỗi gia đình. Một lần nữa cảm ơn sự hiện diện của hai vị bác sĩ cùng với những thông tin về sức khỏe mà hai vị bác sĩ đã đem đến cho quý vị khán giả ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.